Vâng, nghĩa ông bên em xin kính chào bà con nha. Nếu bà con mà thấy cái video hữu ích thì nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông và cho em một lượt chia sẻ. Cầu ấy, ai cầu ấy? Một cầu có thì nó ít quân quá, thì cái nó ít quân quá với là nó yếu các bác, nên là thôi thì lúc sáng thì em đã bắt tướng lại rồi, thì sáng em bắt tướng lại rồi các bác đấy. Em đã bắt tướng lại rồi nhá. Thì bây giờ em ghép sang bên kia cách khoảng tầm cỡ 20 mét các bác. Cách 20 mét thì làm cái phương pháp này thì sẽ làm như thế nào để cho nó vừa là đảm bảo mà vừa nó không ảnh hưởng đến đến các cái tổ ong khác. Thì ở như ngay bên đây có một tổ ong các bác, có nghĩa ngay bên đây em sẽ dịch cái tổ ong đấy ra đây để em sẽ cho xa xa tí để em giới thiệu cho các bác để các bác nhìn cho nó rõ. Đây cái tổ đây này, cái tổ đây em sẽ dịch cho nó đây nhá các bác nhá, em dịch cho nó ra ngoài giữa của cái tổ này. Đấy, thì tất cả là mình phải làm đồng mùi các bác. Đấy, tại đây thì em để gần đây quay cho nó dễ. Thì em sẽ dịch cái tổ này, dịch cái tổ đây ra đây, cái tổ này các bác. Đấy, em dịch ra giữa. Đấy, dịch ra giữa như thế này. Đấy, mục đích em dịch ra giữa này để em bê cái tổ này đi các bác. Đấy, đầu tiên thì mình phải làm đồng mùi các bác. Đấy, làm đồng mùi, kể cả tổ này ta cũng phải làm đồng mùi này các bác này. Đấy, vậy là mình phải làm đồng mùi. Mình phải làm đồng mùi thì là con ong nó với không cắn nhau các bác. Nếu mình làm không đồng mùi thì là như di chuyển như thế này là con ong nó sẽ cắn nhau, nên là bắt buộc là các bác phải làm đồng mùi nhé. Làm đồng mùi để con ong nó không cắn nhau. Như cái tổ này thì tí nữa bê ra cái chỗ mà cách khoảng 20 mét đi các bác này. Cách khoảng 20 mét thì là nó sẽ một số con già là con độ tuổi đi làm là hắn sẽ bay về đây, nên là bắt buộc là phải làm cho nó thật đồng mùi các bác, nên là em sẽ làm cho nó thật đồng mùi. Đấy. Sau khi mình xịt khói như thế này rồi các bác, xịt lần nữa thì xong bắt đầu mình đi các bác. Đi nó đi các bác. Đi nó đi thôi. Thế thì em bê nó ra mạn ở ngoài đây cách khoảng 20 mét các bác. Đây em bê này. Bê cách khoảng 20 mét. Đây, bây giờ em ghép vào cái tổ đây đây các bác này. Cái tổ ngay đầu đây luôn. Đây, cái tổ ngay đầu đây luôn này các bác. Đấy, em sẽ ghép vào cái tổ này. Tổ này thì em cũng xịt sơ một cái thôi.
này thì em mới xịt sơ một tí để cho nó độc mùi các bác. Đây, cái tổ này thì tổ trướng thì em đã bắt ra rồi nhé các bác nhé, trướng em đã bắt ra rồi, mục đích là làm cho nó đồng mùi cho các bác. Thay này, thay luôn thay nó. Thì khi ta làm đồng mùi thì nó sẽ hạn chế cái việc mà ong nó đánh nhau các bác. Sau một lúc nữa là nó đồng mùi là mình cho nó vào trong. Bây giờ em lại ra em ghép cái tổ đây nữa các bác. Em ra ghép tổ đây xong tí nữa quay lại là vừa. Tại vì nay những cái tổ yếu thì em ghép hết luôn. Không là đi về nhà cái là những cái tổ đấy mà nó lại không có trứng nhộng ấu trùng mấy là nó dễ dàng nó hay bị bốc bay lắm. Thì hôm nay em lại ghép tiếp tổ đây nữa. Đây các bác nhé, em đặt cái tổ đây. Đây hai cái tổ này thì cái tổ cần được ghép, tổ này tổ ba cầu rồi, em ghép sang cái tổ kia thôi. Đây em ghép từ cái tổ này các bác. Đặt ra được ở đây các bác. Đặt ra được ở đây. Cái tổ này sàn các bác. Thì chưa khói lật. An toàn hai cầu nó thưa quân lắm nha các bác nhé, nên là vì vậy nên là em bị ghép. Đấy, hai cầu nha các bác nha, quân nó hơi xưa nên là em phải ghép sang các bác. Ghép sang cho nó an toàn. Thì là tất cả là ở đây ta phải làm đồng mùi, nếu ta mà làm nó không đồng mùi là nó dễ dàng hay bị cắn nhau lắm các bác. Hôm nay em ghép hầu như là em ghép gần như là hết lại đi các bác. Cho nó
Mình sang bên kia mình bạn các bác. Đấy. Bây giờ mình lại sang bên đây các bác. Sang bên đây mình ghép cái tổ ở bên đây các bác. Tại vì nay những tổ yếu em ghép hết lại vì thời tiết nó cũng ấm trời. Nên ghép hết lại cho nó. Rõ này. Chắc cầu như thế này mà nếu như mà không ghép lại là nó sẽ hư như vậy các bác. Đây là con tướng này các bác. Tướng. Tướng này để tí nào bỏ tủ khác. Đây là cái cách ghép xa mà nó cũng nó bay về thì nó cũng không ảnh hưởng đến tổ khác. Đấy nha các bác nhá. Và bên đây thì lại cũng như thế thôi các bác. À, bên đây thì cũng như thế thôi các bác. Nó cũng không khác nhau gì nhiều đâu. Bên đây là một cầu thì mình có thể rủ vứt ra các bác. Cái cầu đen này mình rủ vứt ra mình để lại cái cầu này thôi. Đấy, các bác mà thấy video của em hữu ích thì nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo.